sớm. Anh nói đùa, nói vậy rồi thôi. Nhưng không ngờ sau 30 năm gặp ông tại đầm dưới, ông vẫn nói thương tôi trong sự ngỡ ngàng của đồng đôi. Vẫn nói cười phong độ, cầm ly rượu trên tay tôi thấy mắt anh buồn. Về đắng ở trong ly hay là giọt đắng của cô tình, hơn 30 năm bồng bềnh anh xem tựa mãi, anh được hưởng hạnh phúc trọn vẹn vui cùng đắng. Cũng như bao người anh cưới vợ sanh con, nhân tướng vuông tròn mái nhà êm ấm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.